Rồi, xin chào anh em đang xem YouTube của Hồng Riton nha. Hôm nay mình tiếp tục quay cho anh em một mẫu xe Riton, một mẫu xe gắn bó với tên tuổi và bao nhiêu năm tháng làm nghề của mình nha. Hồng Riton. Đây là chiếc Riton Tremler 150, màu xanh lính nha anh em. Màu xanh lính ha. Mấy anh em ngoài miền ngoài thì hay gọi là xanh nhà binh. Đây là màu xanh lính. Đó. Con xe rất rất là ghen luôn. Để xem biển số xe ở đâu nhỉ. Xe biển số 59L2. Mình nhớ không lầm là hình như là quận 8. Đó rồi. Xe này là đăng ký lần đầu là 2018 nha anh em. Biển thành phố Hồ Chí Minh. Rất là ghen. Xe đã được fix hết tất cả các lỗi lặt vặt ha. Anh em đừng có hỏi là xe đã fix các lỗi lặt vặt chưa, là xe người ta chạy thì nó hư chỗ nào thì chủ xe người ta fix chỗ đó. Chứ không phải là cái chiếc xe nào nó cũng hư để mà fix nha. Đó thì như là cái lỗi bó phanh tháng trước thì đã được thay thế bằng một cái cụm tay thắng khác hoàn toàn nè. Đó. Dây bugi tăng áp NGK màu đỏ. Đó. Còn lại thì xe cũng nguyên zin thôi anh em, gương nguyên zin. Đó, fairing lưới đầu đèn. Đó, lớp trước, ga lớp trước nè, anh em xem cái độ ken của nó ha. Đó, rồi ra lớp sau còn rất là dày cui luôn. Biển số thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Rồi, ô tô thì mới có 14.900 km, 14.924 km. Thôi, một con xe rất là ken, đầy đủ các chức năng luôn nha anh em, đầy đủ các chức năng nha. Cổng sạc còn có thêm cái móc đi mua trà sữa cho người yêu nữa nè. Rồi thì xe này thì ngoài mấy cái đồ linh tinh thì âu đục lên hai cái kèn chắc cũng to lắm. Thì nó cũng không có gì ngoài một con xe nguyên zin, bô zin toàn bộ yên và bình xăng màu zin luôn nha. Anh em nào mà quan tâm dòng xe này ghé cửa hàng của Hồng để xem ha, địa chỉ là 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp nha anh em. Rồi anh em mua xe bên mình á thì máy móc mình sẽ bảo hành cho anh em 3 tháng nha, có tặng khay nhớt và bảo trì lần đầu là hoàn toàn miễn phí cho anh em nha, không quá 3 tháng đầu tiên nha anh em. Đó, bên mình có hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em sang tên về tỉnh, có nhận hỗ trợ thu hồi cho anh em là làm thu hồi nè, khác quận huyện là đều phải làm thu hồi nha anh em. Luật mới là khác quận huyện đều làm thu hồi nha, anh em tìm hiểu luật một chút nha. Rồi. Bên mình có hỗ trợ giao xe cho anh em khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trong bán kính 200 km. Rồi bên mình có hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng nha anh em. Đó, địa chỉ cửa hàng là 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp nha. Bên mình chuyên bán dòng xe Riton đã qua sử dụng nha anh em. Đó. Một con đen. Con đen này thì có khách vừa mới cọc nè, có khách đã cọc chiều nay. Rồi về luôn con xanh lính thì quay cho anh em xem luôn nha. Cửa hàng của Hồng ở địa chỉ 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp nha anh em. Anh em có thể liên hệ vào số hotline 0868 966 377 hoặc vào fanpage của mình ha, MT Motorcycle. Anh em có thể gọi vào hai số cá nhân của Hồng có sử dụng Zalo luôn ha, 089 8686 337 là 0932 77 3394. Hồng nhắc lại ha, 089 8686 337 hoặc là 0932 77 3394 nha anh em. Đó. Rồi anh em nào mà có các dòng xe classic đời cao 2015 trở lên dưới 650 cc muốn giao lưu trao đổi ký gửi mua bán á, thì mạnh dạn đem xe tới cửa hàng của Hồng là Hồng thu rất tần tật hết nha. Đó, giá nào cũng thu nhanh gọn tiền tươi, hỗ trợ anh em các thủ tục giấy tờ luôn nha. Rồi một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những cái video tiếp theo nha. Anh em nhớ đừng quên đăng ký kênh và theo dõi những clip sắp tới Hồng quay về những chiếc xe Riton chào bán ở cửa hàng MT Motorcycle nói chung và các dòng xe classic nói riêng nha. Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những clip sau nha.